Xin chào các bạn. Đây là cái loại một loại thuốc triệt sản cho chó mèo nhé các bạn. Khi mà chúng ta dùng cái thuốc này thì cái con chó nó sẽ bị không còn có thể sinh sản được nữa trong vòng 1 năm. Đó. Thì nếu như là bạn nào mà nhà nuôi chó mà chúng ta không muốn nó đẻ thêm thì chúng ta nên mua một cái lọ thuốc như thế này. Nó sẽ, đây là thuốc Thái Lan nhé, đây này, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, rất là an toàn, các bạn yên tâm nhé. Bây giờ mình sẽ tiêm trực tiếp cho chó nhà mình luôn. Đó. Thì bạn nào mà muốn triệt sản cho con chó nhà mình nó không còn bị nó không đẻ nữa thì chúng ta có thể liên hệ với mình đặt cái loại thuốc này, mình sẽ nhập trực tiếp từ Thái Lan cho các bạn. Nó rất là tốt, các bạn yên tâm, hoàn toàn là không hề có một tác dụng gì hết đối với con chó nhé. Đó, bởi vì loại này là loại xịn, nhập khẩu từ Thái Lan nhé, chữ Thái Lan này. Đó. Bây giờ mình sẽ bóc ra, mình sẽ tiêm cho chó, con chó con. À, con chó to chứ. Nó, cái con chó nó phải tới tuổi sinh sản thì chúng ta mới dùng được cái loại thuốc này. Mũi tiêm của mình nó hơi cong một xíu, các bạn thông cảm nhé. Bởi vì cái kim này mình đã dùng từ trước rồi, đã tiêm 2 lần rồi, nó hơi bị cong một tí. Đó. Chúng ta sẽ lắc đều trước đã, rồi sẽ hút và tiêm. Mình sẽ tiêm trực tiếp cho con chó mình luôn. Ở đây thì mình đã dùng một cái gậy quay cho nó. Mình chỉ sợ là các bạn không nhìn thấy mình tiêm bởi vì okay. Đặt cái máy quay ra đây. Làm một số. Các bạn tiêm ở cái chỗ đây nhé, cho con chó nó khỏi đau. Đánh im im, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Tiền sao nó ngứa này. Này. Chạy mau rồi. Ok, như vậy là đã tiêm xong rồi. Đó, nó không kêu đâu. Một tay mình còn tiêm được nữa. Ok, thì nếu như chúng ta có nhu cầu mua cái thuốc triệt sản thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Mọi loại chó đều có thể sử dụng nó hết. Nếu mà chó to như chó mình ấy, 15 cân thì mình sẽ dùng hết 3ml. Còn nếu mà chó nhỏ hơn thì 7 cân, những cái loại chó cảnh thì chúng ta dùng 1 hoặc 2ml thôi. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Xin chào lại các bạn trong các